Để học cực giỏi tiếng Nhật thì bạn không thể thiếu được bộ sách này. Hỡi các bạn đang học tiếng Nhật và chuẩn bị đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, đi du học Nhật Bản, hoặc thậm chí là những bạn đang sinh sống và làm việc tại Nhật và có mong muốn tự học tiếng Nhật tại nhà, và người ta bảo là học tiếng Nhật mà không học kanji thì chẳng khác nào các bạn như một kẻ mù chữ. Nếu mà các bạn đang sinh sống và làm việc tại Nhật thì gần như tất cả những cái biển báo, tạp chí vân vân và mây mây những cái nội dung hiển thị tại Nhật Bản thì họ đều sử dụng là 70% đều là chữ kanji. Nếu mà các bạn chỉ học thuộc mỗi hiragana và katakana thì gần như các bạn không thể học giỏi tiếng Nhật được. Và kanji thì cũng chính là chìa khóa thành công và cũng chính là nội dung khoái sắn nhất mà chúng ta cần phải chinh phục. Vậy với hơn 2.000 hán tự kanji, các bạn làm thế nào để có thể biến nó thành kiến thức của mình? Câu trả lời đó nằm ở bộ sách Hách Não Kanji, là một trong những cái bộ sách có thể nói là rất nổi tiếng trong làng ôn luyện tiếng Nhật qua nhiều thế hệ khác nhau. Thay vì các bạn học một cách máy móc khô khan, học trước quên sau của những cái cuốn sách thông thường, thì Hách Não Kanji khiến cho việc học kanji nó trở lên một cách thú vị. Và bộ sách này thì sẽ được chia làm 3 tập với phương pháp học theo câu chuyện và qua các mặt chữ giống nhau, sẽ giúp cho các bạn hoàn thành 2.500 từ kanji thông dụng nhất trong tiếng Nhật, tương đương với trình độ tiếng Nhật là N1. Và bản thân mình thì đã nhận được cái bộ sách này. Bộ sách này thì được in màu bìa rất là cứng cáp và rất là tinh tế, khi nhóm tác giả tiếng Nhật 21 ngày họ đã gói gọn thành một cái combo, trong đó là một hộp với rất là nhiều những quà tặng khác nhau từ 3 cuốn kanji. Và thực sự thì mình đặt về cái cuốn sách này mình thấy quá sốc, bởi vì nó quá nhiều quà tặng, từ tập viết này, bản đồ này, rồi quy tắc chuyển âm này, rồi ngay cả là cái ruột bút mà chúng ta làm sao để viết được kanji cho nó đẹp ấy, nó cũng có trong cái bộ combo này. Và chọn một bộ combo như vậy thì nó có giá chưa tới là 1 triệu đồng, và nó quá hời để chúng ta có thể đầu tư cho một bộ sách để nghiên cứu dành riêng cho việc học kanji. Follow ngay Trọng 10 xuất khẩu lao động Nhật Bản để nhận những thông tin bổ ích các em nha.